Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server Trung Quốc. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Phong Seven. Rồi, đội hình của mình sẽ có Võ Đan Khung Nguyên, có Tiêu Dao và có Minh Giáo nữa anh em ạ. Và hiện tại phiên bản tâm ma này thì ở bên server Trung các môn phái rất mạnh, ví dụ như là Côn Lôn Thức Tỉnh, Tàn Kiếm Trảm Nhạc. Đó, để xem là đội hình của mình sẽ chiến đấu như thế nào ở cái trận này đây. Và có lẽ là chúng ta chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 21 rồi. Lóc lên nào. Wow, đó là một huyền thủy, một tàn kiếm, một hoa sơn, có thêm Nga Mi và Dương Môn đến từ khu vực số 7. Có cả một Côn Lôn Thức Tỉnh nữa anh em ạ. Wow, tàn kiếm hộ báo đuổi theo Minh Giáo của chúng ta luôn rồi. Và đang lao vào để hỗ trợ khống chế làm tròn các kiểu. Và như vậy tàn kiếm, đó là tàn kiếm trảm nhạc, chúng ta đã kết thúc thành công anh em ạ. Đây là tàn kiếm trảm nhạc treo. Nhưng không, Côn Lôn và Dương Môn Nga Mi đã xuất hiện. Như vậy là các thành viên chúng ta như thế nào rồi? Hai thành viên trong team đã lên bảng điểm số anh em ơi. Quá đen cho đội hình của mình khi vừa úp sang khu vực số 21 là đã bị một team khác họ ăn hôi. Và bây giờ thì Tiêu Dao chúng ta đã có được quyển đấu chuyển tinh di kết hợp thêm với một con chiến mã. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Còn 24 đội thì chắc chắn là các khu vực đều có team rồi. Có lẽ chúng ta cần phải di chuyển thật cẩn trọng để chết tài nguyên. Tiếp tục lấy một quyển. Đây là Thất Thám Sa Bang. Một quyển quy bí kíp khá là quan trọng để tạo đam cho Tiêu Dao. Chúng ta vẫn tiếp tục quay trở lại khu vực số 23. Như vậy là chiến đội bên kia họ đã di chuyển sang khu vực khác rồi anh em ạ. Wow, anh em đang rất thuận lợi ở khu vực thương nhân, không có team nào đổ về. Và chúng ta gần như sẽ full được 4 quyển bí kíp. Thiếu xu, phải bán thêm ngọc anh em ạ. Quá tuyệt vời. Và như vậy là chúng ta đã full được 4 quyển bí kíp. Chỉ mới vỏn vẹn được 2 phút của trận đấu, mặc dù team mình đã bị úp tanh banh. Đó là một cái vốn liếng phải nói là rất thuận lợi để Tiêu Dao chúng ta tiếp tục solo cái trận tâm ma này. Dường như ở khu vực số 20 có một thiên tâm, đây là Côn Lôn. Hai Côn Lôn anh em ạ. Chúng ta đã xử lý được một Côn Lôn rồi. Có cả thiên tâm nữa, chúng ta cần lướt chạy nào. Wow, thêm Tiêu Dao ăn lóc nữa trời ơi, thốn nha. Ôi, cái lóc đó mà nổ thêm vài phát bạo kích nữa chắc chắn là anh em sẽ ra đi. Một thiên vương từ khu vực số 6. Ừ, dưới này còn có thêm Nga Mi nữa, kèo khó rồi anh em ạ. Nhất kích của Thiên Vương không trúng Tiêu Dao. Rồi, tình huống này ta nói là gọi là ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thể sinh tồn được. Bên khu vực số 5 có Thiên Tâm, bên này Võ Đan Tàn Kiếm đang chiến đấu với Thiên Vương. Dưới này chúng ta có hình như là Huyền Thủy, Nga Mi hay Thiên Tâm gì đó anh em ạ. Như vậy là Tiêu Dao chúng ta đã cuối cùng tìm được một khu vực trống, đó là khu vực số 19, để tiếp tục phàm lính và hồi máu. Rồi, ảo tượng đã xuất hiện được hơn 10 giây rồi anh em ơi. Bây giờ Tiêu Dao có lẽ không thể nào về được ảo tượng rồi. Chúng ta sẽ đi xung quanh các khu vực bên ngoài để chết tài nguyên, cũng như là tìm kiếm những team bị yếu máu để ăn hôi. Tiêu Dao tầm này thì đã ổn áp trở lại nên mà chỉ cần chúng ta có một vài khu vực trống để anh em có thể lui tới và thoát thân thì chúng ta sẽ sinh tồn rất tốt. Còn đầu trận thì anh em sẽ rất khó sinh tồn hơn, bởi vì hầu như là khu vực nào cũng có người anh em ơi. Có Huyền Thủy, có Nga Mi tại khu vực số 18. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Kéo lại, lóc lên. Và Thất Thám. Thêm một quả lướt nữa, không cần quả lướt. Nga Mi, Huyền Thủy đã bị xử lý một combo rất gọn. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ chờ lượt tài nguyên mới xuất hiện. Và sau đó mình sẽ đi chết tài nguyên. Và bây giờ mình đã có thêm một cái bảo kích nữa rồi anh em ạ. Thường nhân trống, có một môn phái nào đó thường nhân, đó là Tiêu Dao chăng? Đúng là Tiêu Dao rồi, kéo lại, lướt cái nữa, lóc lên, thật thảm, bạo kích nổ lê lê. Và như vậy là chúng ta có thêm một điểm hạ gục. Và bây giờ thì số đội trong bản đồ chúng ta chỉ còn có 16 đội thôi anh em ạ. Kìa, có một Tiêu Dao đang farm tại khu vực số 21, khả năng nó bị bất né rất là cao và chúng ta đang chờ hồi phục kỹ năng lóc. Tiêu Dao và Côn Lôn, lóc lên, trúng Tiêu Dao của team đội bạn rồi anh em ạ. Tiêu Dao đã ngã xuống. Wow, một thiên tâm vừa xuất hiện, dụng thiên tâm xuống chỗ Côn Lôn cho nó quýnh nhau trời anh em ạ.
Bây giờ lượt tài nguyên cuối cùng của vòng số 1 cũng đã xuất hiện và chúng ta bắt đầu di chuyển để chết tài nguyên. Mình thấy ảo tượng tại khu vực số 8 vẫn còn. Đây nè, cùng luôn, cẩn thận thiên tâm ở dưới nha anh em. Lóc lên, thất thảm rồi, không trúng luôn. Ui, thiên tâm đã có mặt để hỗ trợ cho cùng luôn rồi. Wow. Như vậy là chủ giao chúng ta đang bị yếu máu anh em ạ. Phải nói là thiên tâm mặc dù bị giảm sức mạnh ở chiều cuối nhưng vẫn rất khó chịu trong các hoạt động tâm ma. Chỉ cần anh em canh thời gian chuẩn của chiều cuối thôi là chúng ta có thể thoát thân được. Kéo một cái nào, hồi phục máu. Trời ơi, giờ này mà máu me đâu mới có 50% vậy. Và như vậy là có lẽ thời gian của vòng số 1 sẽ kết thúc tại đây. Và anh em thấy số lượng đội vẫn còn khá nhiều. Chúng ta còn đến tận 13 đội trong cái bản đồ này anh em ạ. Rồi, tiêu dao của mình cuối cùng cũng đã hồi phục lại lượng máu. Và chúng ta kết thúc vòng số 1. Ở vòng số 2 này thì mình sẽ đối đầu với những team nào đây? Và anh em hãy cùng theo dõi tiếp tục nha. Vòng số 1 mình đã sinh tồn rất thành công và đã có thêm khá nhiều điểm hạ gục ở vòng số 1 anh em ạ. Và vòng số 2 này thì tiêu dao chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Có một thiếu lâm tại khu vực số 20. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ cần phải di chuyển sang... Wow, cẩn thận lóc lên nè. Rồi, như vậy là một tiêu dao đã bị chúng ta kết thúc. Số lượng đòi đã bắt đầu giảm rồi anh em ơi. Có lẽ mình cần phải di chuyển về thương nhân để trang bị thêm những quyển tăng cấp bí kíp. Kéo một phát nữa. Sao anh em lại lựa con hệ kim kéo ta? Mình phải lựa con khác hệ kim, anh em kéo sẽ được nhiều máu hơn. Đó là một cái kinh nghiệm đó anh em ạ. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực số 8. Về thương nhân rồi. Một quyển tăng bí kíp, một phục ma thạch, một tăng cấp ngựa. Quá tuyệt vời anh em ơi. Phong quyển tàn vân đã được ưu tiên để up lên quyển bí kíp trung. Và chúng ta quay trở lại khu vực số 20. Có lẽ là tìm kiếm thiếu lâm ở trong này rồi. Cẩn thận nha. Ăn không chế là cũng mệt lắm anh em ạ. Lướt vô, không trúng, trời ơi, một pha lướt. Đó, anh em thấy không, con thiếu lâm rất khó chịu. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được thiếu lâm và có thêm một điểm hạ gục nữa. Và bây giờ số đội trong bản đồ chúng ta còn có 8 đội. Rồi, mình kiếm thêm cái bảo kích nữa đi anh em ơi. Giờ kiếm bảo kích cái di chuyển sang các khu vực bên trong. Một quyển tăng cấp bí kíp. Như vậy là đấu chuyển tinh di đã được tăng lên quyển bí kíp trung tiếp theo. Tầm này tiêu dao cần thêm một cái bảo kích nữa để tạo ra các hiệu quả sốc đam mạnh mẽ. Chúng ta tiếp tục chết tài nguyên. Tầm ma anh em nhớ chú ý nha. Giai đoạn đầu mình cần phải ưu tiên mở rương nhiều nhiều một chút nha. Nè ơi, đây một con cung lông nè. Trời, quân hàm còn tìm lông nữa thì thôi xác định. Anh em thấy là cái thuận 7x của cung lông thức tỉnh rất trâu anh em thấy không? Ăn một cái lóc, một chiêu lướt và thêm các đòn đánh thường của tiêu dao chúng ta. Mãi mới bể được cái thuận anh em ạ. Và như vậy số lượng đội đã giảm đi khá đáng kể. Ở vòng số 2 này chúng ta chỉ còn có 4 đội thôi anh em ơi. Khả năng là trận tâm ma này sẽ kết thúc rất sớm. Rồi, chết tài nguyên và chuẩn bị có ảo tượng xuất hiện. Chúng ta di chuyển sang khu vực số 19, tiếp tục là khu vực số 18 và sau đó mình sẽ lên khu số 6. Có tấn công mới cho anh em, bảo kích và tấn công đã có đủ rồi anh em ạ. Tiêu dao hiện tại đang bị mất né và ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Chúng ta có cái ảo tượng ngay khu vực số 7. Rồi, cẩn thận nha anh em. Cẩn thận nha anh em ơi. Trận này anh em để ý là tiêu dao chúng ta đánh quanh quẩn các khu vực mình đã chết map. Đó là khu số 7, số 19, số 20 và số 8. Khu vực số 4 có team 3 rồi, đó là Thiên Vương, Võ Đan và Tàn Kiếm. Như vậy ai sẽ người lên bảng số đây? Không biết được anh em ạ. Không có điểm hạ gục rồi. Võ Đan trắng máu đã lên kịp thuận tọa vọng vô ngã và đã thành công thoát thân. Một team với hai môn phái hệ kim. Bây giờ có lẽ chúng ta cần phải chờ hồi phục kỹ năng và tiếp tục cấu rễ đội hình này.
Mất né rồi anh em mà cẩn thận nha anh em ơi. Lướt vào, wow, thằng kiếm đã đầy máu rồi, tiếp tục là thất thảm. Rồi xong, lướt chạy được rồi. Và chúng ta đã có được điểm hạ gục, không biết đó là môn phái nào. Một là võ đan, hai là tàng kiếm, nhưng không biết đó là phái nào anh em ạ. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 3 đội trong bản đồ này và vẫn còn những môn phái có khả năng gây nguy hiểm cho tiêu gia chúng ta rất nhiều. Và để xem là tiêu gia của mình sẽ tiếp tục xử lý những team này như thế nào anh em ạ. Chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tài nguyên xuất hiện. Và ở mốc lực chiến này thì nhân vật chính của mình đã không tiếp tục mở rương. Chúng ta sẽ ưu tiên về các tấn công bạo kích nhiều hơn. Như vậy là team tại khu vực số 4 họ đã di chuyển sang một khu vực khác đây. Võ đen vẫn còn, như vậy lúc nãy khả năng là tàng kiếm đã bị xử lý rồi, chắc chắn bên đó vẫn còn thiên vương. Cẩn thận nha anh em, cẩn thận nha anh em, chúng ta đang mất né. Chuẩn bị cho hồi chiêu lướt. Lóc lên, thiên vương đã bị lóc rồi, thiên vương đã lên thuận 7x. Và nó lọc một quả lóc rất đau anh em ạ. Và tiêu giao chúng ta đang cần thêm một cái bạo kích mới nữa thì mới có thể tiếp tục xử lý cái team này. Và ngoài team này ra thì mình còn đối đầu với team nào nữa hay không anh em ạ? Có bạo kích luôn rồi, rất thơm. Trời ơi anh em, solo tâm ma sao mà nó đã vậy. Đội bạn đây rồi, lóc lên, lóc lên. Lóc được thiên vương nữa rồi, anh em ơi, chúng ta có thất thám. Và như vậy thiên vương đã ngã xuống, tuyệt vời. Wow, đánh hay chạy. Kéo hồi máu, như vậy chúng ta đã lựa chọn phương pháp rút lui an toàn hơn. Và như vậy đội hình team 3 với hai môn phái hệ kim chúng ta đã cấu thành công. Và anh em thấy là với những môn phái hệ kim có vẻ tỏ ra yếu đuối hơn với võ đen rất nhiều anh em ạ. Liên tục nhận được những combo của tiêu dao, nhưng võ đen với thuẫn tọa vọng rất châu. Và bây giờ chúng ta đang tiếp tục cho vòng số 3. Và chúng ta có một cái quần thể kim cang. Rồi gặp team 2, team 3, team 4 gì cũng được. Chúng ta di chuyển về đến khu vực số 5. Một team 3 nữa đây mà. Trời ơi, đâu ra vậy? Tiêu dao, tàng kiếm, trường ca. Ui, sọt một cái. Đó là tàng kiếm chạm nhạc nha. Một cái quần xử lý quá gọn cái team 3 này luôn anh em ơi. Phải nói là quả lóc trúng 3 thành viên từ đội bạn. Và trong những giây phút chủ quan, đội bạn đã không kịp tránh né. Như vậy chúng ta chỉ còn có mình tiêu dao. À không, võ đan. Rồi xong. Không có lóc, wow, một quả bạch hồng quán nhật thì võ đen cũng đã ra đi. Và trận tâm anh đã kết thúc rồi nha anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm anh này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.